Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Hoàng Anh Gia Lai đang tràn đầy tự tin sau khi vừa mới giành được vé vào bán kết Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, họ phải làm khách trên sân của đối thủ rất khó chịu là BKMX Bình Dương trong khuôn khổ vòng 16 V-League 2022. Tuy khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải năm nay cùng với một lối chơi thiếu sức sống, nhưng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi kể từ khi huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn ngồi ghế nóng của đội chủ sân gò đậu. Hai thất bại trước Hà Nội FC và Top Lên Bình Định đã khiến cho giới chuyên môn dự báo là đoàn quân của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn lại phải gánh chịu thêm một trận thua nữa khi tiếp Việt Theo ở trên sân nhà ở tại vòng 14 vừa qua. Dù vậy, khá khen cho BKMX Bình Dương là trong bối cảnh đang gặp rất nhiều khó khăn cả về tâm lý lẫn chuyên môn, họ đã đánh bại một Việt Theo đang trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đây là trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ghi bàn. Và sự trở lại của chân sút sinh năm 1997 này sẽ giúp cho hàng công của đội bóng đất thủ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là BKMX Bình Dương đã có thể chơi ngang ngửa trước các đội bóng lớn. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn và các học trò vẫn còn rất nhiều vấn đề ở hàng thủ và khả năng tổ chức lối chơi. Bên cạnh đó, lực lượng của BKMX Bình Dương thiếu chiều sâu, trong khi các ngoại binh của đội bóng này thì chưa đáp ứng được kỳ vọng. Do đó, BKMX Bình Dương rất có thể chọn cách tiếp cận trận đấu theo kiểu biết mình biết người dù rằng họ được thi đấu ở trên sân nhà. Trong khi đó, đội khách Hoàng Anh Gia Lai đang tràn đầy tự tin sau khi vừa mới giành được vé vào bán kết cúp quốc gia. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng phố núi đã bộc lộ rất nhiều vấn đề trong trận gặp Sài Gòn FC ở V-League cũng như là ở cúp quốc gia. Các học trò của huấn luyện viên Kia Tisak thường nhập cuộc rất tốt ở trong hiệp 1 nhưng lại nhanh chóng bị xuống sức và không thể bảo toàn lợi thế. Trận hòa trước Sài Gòn FC sau hai hiệp chính ở Cúp Quốc gia là trận đấu thứ tư liên tiếp đội bóng Phú Núi đã không thể giành chiến thắng. Đó là một con số làm cho người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai cảm thấy không yên lòng. Cùng với một lối chơi nhàn nhạt, nhạt, dù rằng giành chiến thắng ở trận đấu trước đó, nhưng dường như thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak đang làm giảm niềm tin của khán giả khi mà lượng người xem đang thưa thớt dần ở trên khán đài. Tính riêng ở trên mặt trận V-League 2022, 5 trận đấu gần đây nhất. Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 trận và để thua 2 trận và đang xếp ở vị trí thứ 6 cùng với 20 điểm. Nếu như muốn tiếp tục cuộc đua vô địch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải giành được tối đa điểm số trong các vòng đấu sắp tới trước khi gặp lại Hà Nội FC ở trận cầu 6 điểm. Vực dậy niềm tin để qua đó hy vọng nhen nhóm trở lại cuộc đua vô địch là nhiệm vụ cần thiết của Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến làm khách trên sân của BKMX Bình Dương. Tuy nhiên, 3 điểm trọn vẹn trước đội chủ nhà quả là không dễ đối với Hoàng Anh Gia Lai. Nói thế là bởi hàng công của đội khách hiện đang gặp rất nhiều vấn đề. Công Phượng trở lại sau khi vắng mặt một vài trận do vấn đề sức khỏe nhưng lại chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Văn Toàn cũng không có hiệu suất ghi bàn đều đặn trong khi Brandao cũng chỉ là cầu thủ được đánh giá ở mức là nhiệt tình. Ở giữa giai đoạn, Hoàng Anh có bổ sung được tiền đạo Bruno. Cầu thủ này liên tiếp có vài bàn thắng nhưng cũng không phải là một cỗ máy ghi bàn không thể bịt chặt. Bên kia chiến tuyến, tiếp đón một Hoàng Anh Gia Lai đang trong bối cảnh thiếu sự ổn định thì mục tiêu 3 điểm đang được thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đặt ra. Đó là nhiệm vụ không phải là bất khả thi khi BKMX Bình Dương có điểm tựa sân nhà. Sự trở lại của Tiến Linh sẽ là thứ vũ khí lợi hại của đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này. Pha lập công vào lưới của Viettel và bàn thắng từ chấm 11m vào lưới Bình Định chính là niềm tin để cho tiền đạo đội tuyển Việt Nam hướng đến việc xé lưới của một Hoàng Anh Gia Lai không còn vững chãi trong tuyến phòng thủ như là mùa giải trước. Tính từ năm 2015 cho đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã gặp BKMX Bình Dương tổng cộng là 7 lần ở chân sân gò đậu trong khuôn khổ V-League. Đội bóng phố núi thắng một trận và để thua tới 5 trận. Chiến thắng đó đã là từ năm 2017. Trong trận đấu lượt đi ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã có thắng lợi 2-1 trước BKMX Bình Dương trên sân Pleiku. Tuy nhiên, Tiến Linh và các đồng đội thời điểm này đã rất khác, trong khi các học trò của huấn luyện viên Kiatisak đang có dấu hiệu chứng lại. Bình Dương thiếu vắng đi anh hào bởi vì cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoại trừ trường hợp này thì đội chủ nhà có được lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó thì Hoàng Anh Gia Lai không có được sự phục vụ của Xuân Trường và Hồng Duy vì chấn thương. Thế nhưng đây không phải là một mối lo lớn bởi vì hai cầu thủ này đều không phải là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Kia Tisak ở thời điểm hiện tại. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thật bất ngờ khi mà BKMX Bình Dương đã đẩy cao đội hình để chơi áp sát. Cách tiếp cận trận đấu đầy chủ động của đội chủ nhà đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak phải sử dụng những pha bóng phát dài lên để giải tỏa sức ép. Đội khách đã không thể triển khai những pha phối hợp sở trường và chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định được thực hiện bởi công phượng. Sau 5 lần rót bóng vào vòng cấm địa của đối thủ nhưng không hiệu quả thì nỗ lực của số 10 đã được đền đáp. Đến phút thứ 35, sau quả đá phạt của công phượng, Minh Vương di chuyển rất khôn ngoan lẻn ra phía sau hàng thủ của BKMX Bình Dương để đánh đầu rỗi cột dọc bóng bật ra nhưng hàng thủ đội bóng áo tím lại không thể làm chủ tình hình. Văn Toàn rất nhanh ập vào đá bồi không cho thủ môn Sơn Hải một cơ hội nào để cản phá. Văn Toàn đã có pha lập công thứ 5 ở tại V-League mùa giải này. Bị dẫn bàn, Tô Văn Vũ và các đồng đội đã tràn lên để tìm kiếm bàn thắng. Họ lập tức có những cơ hội để ăn bàn. Tiến Linh xâm nhập vòng cấm nhiều hơn để tạo ra những áp lực với hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Sau pha dứt điểm tuyến 2 đưa bóng đi dội cột dọc của Tiến Linh, Wellington đã khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc đưa bóng đi vào góc khó khiến cho thủ môn Tuấn Linh không thể cứu thua. Tỷ số trận đấu được san bằng một đều cho BKMX Bình Dương ở phút thứ 44. Thế nhưng ở hiệp 1, sen giữa hai bàn thắng của hai đội chính là một tình huống gây tranh cãi khi mà Văn Toàn ngã ở trong vòng cấm của BKMX Bình Dương ở phút thứ 42. Sau khi nhận đường chọc khe rất đẹp từ Công Phượng, Văn Toàn băng xuống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà Song pha lao ra của thủ môn Sơn Hải là rất nhanh, đã kịp khép góc khiến cho tiền đạo này không thể dứt điểm ngay. Như thường thấy thì Văn Toàn đã lập tức ngã ra và trọng tài Vũ Linh ra hiệu là không có phạt đền. Pha quay chậm đã cho thấy có vẻ như là tay của thủ môn bên phía đội BKX Bình Dương đã chạm vào chân Văn Toàn, nhưng ở góc máy này cực kỳ khó xác định là đã phạm lỗi hay chưa. Theo nhận định của một số khán giả theo dõi trận đấu thì Văn Toàn có đủ khả năng để vượt qua thủ môn Sơn Hải trong tình huống đó để dứt điểm chéo góc. Thêm nữa là tình huống đó Văn Toàn đã chủ động ngã rất tinh quái trước khi có tác động của thủ môn đối phương. Song tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai lại chọn cách ngã ra để tìm kiếm penalty. Rất tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai là trọng tài đã từ chối thổi phạt. Tuy nhiên, một số các cổ động viên khác thì cho rằng trọng tài chính đã tước đi cơ hội có bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai khi đó rõ ràng là một pha va chạm giữa hai cầu thủ. Sang đến hiệp 2, BKMX Bình Dương không còn duy trì được lối chơi áp sát tầm cao nữa. Hoàng Anh Gia Lai tận dụng cơ hội để triển khai nhiều tình huống sộc thẳng vào trung lộ dựa trên tốc độ của công phượng. Khoảng trống đã được mở ra với Văn Toàn, Bruno hay là Văn Thanh, nhưng mọi nỗ lực của các cầu thủ đội khách chỉ dừng ở mức cơ hội. Đến phút thứ 59, lại là Văn Toàn với một pha ngã trong vòng 16m50 của BKMX Bình Dương. Thủ môn Sơn Hải đã có một pha xử lý non kinh nghiệm và suýt chút nữa đã khiến cho đội chủ nhà dính penalty. Trọng tài vẫn từ chối cơ hội dành cho Văn Toàn vì cho rằng pha va chạm giữa anh và thủ môn đội bạn chưa đủ để tạo thành một pha phạm lỗi. Cơ hội đáng kể nhất của Hoàng Anh Gia Lai lại đến sau một pha ra vào thiếu chuẩn xác của thủ thành Sơn Hải. Trước khung thành bỏ trống, Minh Vương lại tâng bóng đi vọt xà ở phút thứ 79. Trong ngày Tiến Linh bị vô hiệu hóa thì những cá nhân còn lại của BKMX Bình Dương cũng không thể tạo ra sự khác biệt. Phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Tô Văn Vũ xử lý bình tĩnh ở trong vùng cấm Tuy nhiên cú sút từ cự ly gần của anh lại bị Mauricio ngăn chặn. Trận đấu ở trên sân Bình Dương đã khép lại với tỷ số hòa một đều. Hoàng Anh Gia Lai có trận thứ tư liên tiếp không thắng ở tại đấu trường V-League, qua đó đánh mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.